Rồi là nó đầu tiên, công nguyên xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Thì hôm nay mình lên một cái clip giao lưu một cây mai cúc tiên ông 7 tầng. Đây, à, đây là một cây mai cúc tiên ông 7 tầng chương Tết 2022 nha mọi người. À, Phúc độc thọ, đó, thì cây có cái đế đó mọi người thấy không? Rất là đẹp ha. Đó. Cây đã ấm tàn này ha. Bonsai thì cao cũng khoảng tầm 70 cao khoảng 70 tán ngang thì đặc điểm của cây mai này là nó có một cái nhánh mà à, nè mọi người từ cái cọng rễ đi ngang nè đặc biệt này nè thấy không đây nè đó, đây là cái vẽ dài xuống nè đó, nhìn rất là đẹp ha thì cái rễ cao lên cũng khoảng tầm mà mọi người cũng khoảng tầm 20 ha nó còn nửa sổ xuống nữa nè đó thì cây ở đây nó cũng khoảng tầm mà, để coi nếu mà đo ngay chỗ này nè già nha mọi người chắc cũng khoảng tầm 19 á mười chín rồi cây đất lượng rất là đẹp. Thì cái bông nó nè, nó nở nè, nó đã có một cái mặt bông rồi. Nó rụng uh, mà nó nó tàn hay mọi người, đó. Đây là cây mai uh, cúc uh, uh, tiếng ông bảy tầng cây rất đẹp nha mọi người. Chậu thì cái chậu uh, ngang là 40, dài là khoảng chỗ um, uh, xin lỗi các mọi người, mọi người ngang thì còn khoảng tầm uh, 30, dài khoảng tầm 45 lọt lòng nha. Yeah. Đó, cây là cây cúc Tuyên ông bảy tầng Rất đẹp thôi mọi người. quay cho mọi người xem cái thằng ghế đây đó, cây mới vừa xả luôn thì chân tết là ok thì tái ngang nó cũng khoảng tầm nếu mà tính từ ở phía bên này nè mọi người qua tới phía bên này thì cũng khoảng tầm hai chục bốn chục chắc cũng khoảng tầm 80 mươi bảy mươi tám mươi ha cây cũng cao khoảng tầm 70 họ nó muốn liền lấy cho nha mọi người đây nè kéo sẹo cho nè không rất là mạnh luôn họ cây cái ghép nó cũng già mùa nha mọi người thảo dày nè thấy không nàng siết dày luôn đó rồi chậu rất là đẹp thì mọi người thích á, thì có thể là liên hệ cao nguyên ha có uhm. được cái cái phần đế với mọi người rất là đẹp mọi người đây nè ở phía sau vẫn có nha cây nè tại vì do mình không có trà rửa nếu mà sạc ra thì nó rất là đẹp luôn nó hoàn có một một cái nhánh nè tại vì bay chặt quá mình không có ginh được anh em bây giờ ship thì mình sẽ ginh ra đóng thùng và đưa đi ha đó một cái nhánh đây nè chảy dài xuống thì nó lợp lên cây nó đẹp là nhờ cái chỗ đó đó mọi người ha rồi để nó cũng đẹp ha đó, rồi ai thích cái mai này thì liên hệ với cao nguyên để uh, giao lưu sở hữu ha uhm. đây gọn gàng thôi đế cạo hay mọi người nó rất là đẹp hay mọi người quay uh, từ từ cho mọi người xem uhm. lên chi tiết tàn đồ nó xè nó dệt đầu uh, theo uh, mà uh, và dạ, tàn rồi rất là đẹp nha mọi người nó mỗi phân chi phân uh, tàn đồ nó đều đặn hết trơn ha rồi Nếu em nào yêu thích thì có thể liên hệ ha rồi còn một lần nữa công nguyên xin uh, gửi lời cảm ơn xin uh, chào tạm biệt tất cả